Có phương pháp nào để có thai không bác? À, chúng ta có nhiều phương pháp để có thai. Chúng ta quan hệ tự nhiên, chúng ta bơm tinh trùng, chúng ta làm thủ tinh ống nghiệm. À, chúng ta thủ tinh ống nghiệm với cổ điển là IVF, với kỹ thuật mới là ICSI. À, đó là những phương pháp để có thai. Thì mới có thai tự nhiên thì chúng ta có thể theo dõi chu kỳ tự nhiên bằng cách là vừa hết kinh thì bạn có thể theo dõi thân nhiệt của bạn nè, dịch nhầy âm đạo nè, dịch ở trắng trong nè, nó giống như nước mũi vậy đó. Ha. À, và quan trọng là chúng ta quan hệ liên tục từ 1 tới 3 ngày, chúng ta có quan hệ liên tục. Và như vậy á, rồi cái việc mà chúng ta thử que rụng trứng rồi siêu âm đợi chừng nào que hai vạch, đợi chừng nào siêu âm thấy trứng rụng chúng ta giao hợp thì điều đó nó không chính xác. Cho nên chúng ta cứ quan hệ trước khi mà cái que thử rụng trứng hai vạch, trước khi mà siêu âm thấy trứng phóng loạn, thì như vậy cái khả năng có thai của bạn mới tăng lên.